Mọi người thấy cây dừa không? Nè, hai cây dừa xiêm nè. Đó. Hai cây dừa xiêm này là nó cũng lâu năm lắm rồi đó, nó mới cao được vậy đó. Dừa xiêm này uống nước nó ngọt hơn hơn mấy cái dừa kia. Nhưng mà trái dừa xiêm này nó nhỏ lắm. Đó. Hai cây bự à. Mọi người thì leo dừa là chuyện bình thường, nhưng mà đó giờ mấy bạn thấy ai mà 90 kg mà leo cây dừa chưa? Nè, dừa có đóng mấy miếng tôn nè, đinh nữa nè, nè, đó có mấy cái đinh nữa đó, leo lên mà một hồi tuột xuống á, trúng cái này là xác định luôn. Đó, bây giờ là tôi sẽ leo cây dừa này. Lâu dữ lắm rồi không có leo dừa, giờ leo chắc hết nổi rồi. Nay là 90 kg leo dừa. Cái mình bự hơn cái dừa luôn nè. Rồi lát tuột xuống mà chúng cái này là xác định nè. Tới đây là hết nổi rồi. Lên lẹ đi thôi, ngã cái dừa người ta còn gì. Leo lên chưa tới cái dừa nữa, cái dừa nó đọt cái chấm đất luôn. Mệt quá. Mệt quá. Lên được cái đọt dừa rồi. Một trái đầu tiên. Còn đâu nữa không? Tao thấy rồi. Ở ngoài phía ngoài sau đó có một buồng đó. Hết xuống được rồi. Mệt quá. Xác định luôn. Quá mệt. Giờ lụm dừa chặt dừa uống nước mới được, mệt quá.
Thôi bây giờ lượm mấy trái dừa vô thôi. Dùng cái bù cào chưa bắt giới lượm mấy trái dừa. Ấy cái chừng nó lủng á, dừa đó non á. Không cần phải lội xuống dưới nước cho nó dơ. Thấy không? 90 kg mà vẫn còn leo dừa được, thấy không? Dữ dằn không? Con voi mà leo dừa, đó con voi leo cây mới thấy, thấy không? Đó, trên cái dừa này không có chuột, phải có chuột bắt cho các bạn xem. Trên mấy cái dừa bây giờ tại vì người ta đã biết dùng cái này nè, cái ton nó để cho chuột đựng lên cho nên là cũng ít chuột lắm. Lội xuống lụm. Leo tay chân chạy chân luôn á. Có cụ móc để móc dừa nhưng mà tại vì muốn leo hái cho các bạn xem chơi cho nó vui. Với lại lâu rồi cũng không có leo dừa cho nên là thử sức mình với cái dừa này thử coi nó ra thế nào. Đó cái cụ móc đó. Để hái dừa được đó. Chặt dừa uống thôi, mệt quá. Dừa sim nha các bạn. Dừa này là dừa nạo, dừa sim nạo, uống rất là ngọt. Dưới quê thì uống, nếu mà có uống dừa thì uống dừa sim này không à. Nhà này, dừa sim này nhà trồng uống chứ không có bán. Uống nước nó ngon lắm. Ướt nhẹp. Dạ quá. Ờ uống đi. Uống thử đi. Dạ. Nước dừa sim mới hái uống rất là ngọt. Rất là ngọt. Uống thử miếng này. Nè. À, dừa sim. À đổ rồi. Quá mát, quá ngọt. Các bạn ở trên thành phố nhìn thấy cảnh này thấy có thích không? Có thích là về quê mà hái dừa rồi chặt dừa uống vậy không? Giữa một vườn cây xanh mát vậy nè, uống nước dừa nữa thì quá đã. Ở dưới quê á, uống dừa xong rồi đó là sẽ ăn cái bằng cái cách này nè. Giờ mình vẽ trái dừa ra đi. Đó, một nhát một tách trái dừa ra. Hơi méo một chút. Ừ kệ nó. Nè các bạn thấy không? Cơm dừa nạo nè. Cỡ vậy là nó mỏng gì nó ăn ăn nó mới ngọt chứ nào mà nó dày quá là nó bị cứng rồi, ăn hết ngon rồi. Đó, bây giờ này sẽ sử dụng một cái miếng của cái vỏ trái dừa á, mình cắt thành cái muỗng mình múc ra mình ăn luôn à, không có cần dùng muỗng gì trơn á. À, để cái này làm nè, xích vô xích vô đó, cắt ra cho nó sạch sạch lại. Đó cắt vậy đó. Cho nó mỏng mỏng lại cho nó dễ múc. Không biết làm rồi. Tôi đang làm gì đây? Không biết làm. Đó, các bạn dưới quê thì chắc chắn là biết làm cái vụ này nè. Cái miếng vỏ ngoài của cái trái dừa đó. Mình chặt nước dừa mình uống xong rồi cái mình lấy cái vỏ này múc cơm dừa mình ăn. Nè. Đơn giản lắm. Đó thấy không nè, ấy để nét rồi nè, cơm dừa múc lên rồi nè, đó trắng tươi thấy không. Đó giờ mình sẽ ăn nha.
ngọt quá. Dừa mới hái xong rồi uống nước dừa rồi ăn luôn cái trái dừa. Thì trái dừa sim này cái ruột có chút xíu à. Không được nửa lít nước nữa. Chừng hơn xị nước à. Người uống hai trái mới đã mà. Đó, nạo cơm dừa ăn. Quá ngọt, quá ngon. Nè, lấy cái miếng này nè, hồi lát múc cơm dừa.